Kính chào các bác và anh em. Hôm nay buổi sáng Trung Kiên Audio lại tiếp tục lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác và anh em một combo bộ dàn của hãng Pioneer, là dàn đồng bộ, model của nó là con RS7 Pro. Cái phiên bản Pro này thì nó được đánh giá rất cao về cái thiết kế của loa, thì cái đầu máy đấy, cũng như là cái chất âm. Đặc biệt là cái dòng này thì nó có cái tính năng là chỉnh bass check ở trên mặt máy, ở trên máy luôn. Và FM con này rất khỏe, full 108 này từ nước Việt Nam. Đấy, CD thì 3 khay, MD các thứ. Tuy nhiên thì nói luôn tình trạng của cái bộ dàn này thì CD con này thì cơ của nó ấn thì nó lệch sạch nhưng không thấy nó ra vào, chắc khả năng là đứt dây, đứt thuộc trùng với Cura rồi. MD em test thì đã ok các bác nhá. Đấy. Ngoài ra con này còn có ở tính năng giải mã optical từ Smart TV xuống qua cổng quang. Cái chức năng này anh em muốn chơi được thì các bác phải cài đặt nhá. Đấy, nếu anh em mà không chơi giải mã thôi thì cũng bỏ qua luôn cho nó đỡ mất thời gian. Còn nếu bác còn thích chơi thì khi nhận hàng thì em sẽ hướng dẫn cách cài đặt thì mình để mình chơi giải mã nhé. Nên mà các bác khi các bác mua, các bác nói luôn mình có chơi giải mã hay không để em biết đi hướng, để em tư vấn cho. Vì những con này chơi giải mã thì nó cũng cài đặt nó hơi lằng nhằng, nó phức tạp, thì tốt nhất bác chơi giải mã bác chọn con khác cho nhanh. Thế còn con này thì tốt nhất là bán cho bác chơi điện thoại, máy tính nhá, thì là đơn giản nhất và nhanh nhất. Thì em sẽ test cái tính năng đấy và đồng thời test chất âm cho các bác. Với các phiên bản Pioneer RS7 bình thường thì giá bán loanh quanh khoảng 2 triệu rồi. Còn cái phiên bản RS7 Pro thì giá bán loanh quanh dao động từ khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8, tùy anh em bán. Có những anh em bán đến 3 triệu với những bộ mà nhìn nó đẹp long lanh. Thì nói luôn với các bác ngày hôm nay thì em lên sóng với các bác bộ ngày hôm nay thì hình thức của nó thì nhìn tổng thể thì còn tương đối. Đấy, tuy nhiên về chi tiết thì cái đầu máy thì rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên nhưng còn gặp loa thì nói luôn với các bác là nó không đẹp lắm, nó xấu. Gọi là xấu quá thì không đến mức, nhưng mà nó hơi xấu. Lỗi chính là do vấn đề về thay gân. Đấy, thay gân thì thợ bôi keo nó hơi bị tràn một tí cho nhìn nó hơi không được thẩm mỹ lắm. Thế thì ngày hôm nay em nói luôn cái mức giá để cho anh em tham khảo trước, sau khi test chiếc năm sau. Thì với cái bộ dàn này, như cái thẩm mỹ với nó, đầu máy thì đẹp ok, còn loa thì nó hơi bị xấu một tí, một số chỗ đề can nó hơi chảy xước, và đặc biệt là vấn đề thay gân nó không được ok lắm. Thì em xin phép được để cho các bác với mức giá là với bộ dàn này em để mức giá là 2 triệu đồng thôi. 2 triệu đồng kèm đầy đủ mọi phụ kiện, kèm đầy đủ mọi phụ kiện cho các bác nhé. Đấy là đổi nguồn là dây giác này, và miễn phí ship toàn quốc cho các bác chuyển khoản đủ vẫn như mọi khi. Còn các bác chuyển cọc vẫn như mọi khi, chuyển cọc trước 300, chuyển cọc thì các bác giả tiền phí giao hàng. Đấy, nói rõ từ đầu để cho anh em nắm được nhé. Đấy thì là 2 triệu với bộ này, và lại tiếp tục xin phép được bớt tiếp luôn cho anh em 200.000 nữa. Đấy, là còn 1.800.000, vẫn bao ship, vẫn đầy đủ phụ kiện. Đấy, bởi vì cái gân này em thật sự các bác em nhìn em rất là ngứa mắt rồi, nhưng mà thôi bán rẻ để cho anh em về, có thể anh em về chơi tạm vẫn ok, chả vấn đề gì cả. Còn anh em thích thì anh em về anh em thay sau, hoặc là 200.000 thì thừa sức anh em mang thợ thay được, bởi vì chi phí thay gân cho một cặp gân thì nó rơi khoảng 100-150 thôi. Chỗ nào làm đắt lắm thì đến 200, còn bình thường em làm thì 100-150 thôi. Đấy, thế thì tùy anh em nhé. Coi như bớt thêm 200.000, coi như không tính luôn cái gân này cho anh em luôn, vì cái dòng này về là lúc nào nó cũng phải thay gân, lúc nào nó cũng mù gân, cứ về phải thay gân đấy. Cho nên là thôi coi như là em tính chưa thấy gân, em quay tại em thấy hộ được bác cặp gân này thôi, về để các bác chơi nhá. Nếu còn khi nào mà cảm thấy xấu quá hoặc các bác về các bác không thích, các bác mang thợ tháo bảo người ta thay lại cho, đấy thì em trừ luôn còn 1.800.000, rõ ràng luôn là từ đầu đấy nhá, đầy đủ phụ kiện và miễn phí ship. Về bộ này thì em nói luôn tiếng cực kỳ hay, bát hay, check hay, check cao, bát sâu lực đấy. Tí nữa em sẽ test gimmick cho bác xem, bây giờ em sẽ test thằng chữ tình trước anh em nhá. Đấy, bây giờ em xin phép mở đoạn nhạc em test chiếc âm, sau đó em sẽ test các chức năng cho bác xem nhá. Ồ, mạng nó bị lag các bác ạ, chờ mấy giây nhá. Ôi trời. Nó xin lỗi anh em nhá, nó bị lag một tí để em chuyển cái mạng sang cái chế độ khác. Nói chung em phải dùng cái máy iPhone 6 thì mới cắm được 3.5 cho nên là nó hơi kém. Còn nếu mà dùng iPhone 8, iPhone 9 hay 10 thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà lại không có cái cổng 3.5 thì nó hơi bất tiện. Cho nên là dùng máy iPhone 6 giờ nó hơi bị lag rồi. Nó kém dần anh em ạ. Rồi ok rồi. Cho
miền Trung thương nhớ, thương lắm miền Trung ơi, nắng cháy tới bờ lũ lụt chiến miên, mưa bão giông về mái nhà đổ nghiêng, tan tác cỏ bay đồng xanh cây trái giờ trắng xóa như dòng sông. Không ai gào trong gió chiều lênh đênh, áo rách ta tơi quần rắn quá gối, ôi thương quá người miền Trung. Một đời dèo nẻo, cuộc đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy từng trang giấy trắng, em mơ ngày đêm anh em thêm thanh hay bạn, rất là hay luôn anh em nhé, rõ ràng chi tiết và đặc biệt công suất rất là lớn luôn bộ này luôn. Mình chơi phòng khoảng 50m² vẫn cứ ok, không có ảnh hưởng gì cả. Với những dàn mini mà chơi được phòng 50m² thì cũng hơi ít đấy. Em sẽ test thêm một đoạn nhạc ngắn nữa nhé, sau đó em sẽ quay chi hình thức và em sẽ test thêm một các cái chức năng phụ của nó nữa. Đấy. Rồi em sẽ thêm một đoạn nhạc remix một tí nhé để cho anh em trải nghiệm thêm nhé. Nó có điều chỉnh bát chét ở chỗ này nhé, tí nữa em hướng dẫn các bác nào chưa biết thì có thể làm theo em, nhìn em làm và làm theo là được nhé, nó dễ thôi, không khó đâu. Nhanh cái chức năng phụ của nó nhá, đài của nó này. Em dò sóng cho các bác xem nhá, dò ở chỗ nút dưới này nhá, tí em chỉ cho các bác nếu bác nào chưa biết nhá. Đây, dò sẽ sóng 100 một ngày nhá. Đây. Chữa bệnh. Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại không đến thăm ta? Đừng đừng bớt giận. Đấy, quảng cáo nhé. Hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi bắt. Rồi ok nhá, em test cái chức năng đĩa MD của nó nhá. Mở đi. Rồi, các bạn chờ chút xíu nhé. Có duy nhất cái tính năng giải mã của nó ấy, thì cái tính năng đấy thì em chưa test bởi vì TV nhà em đang bị hỏng. Thế nhưng mà tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác cái cách cài đặt nhé. Các bác về các bác tự test giúp em. Đấy, mở đi ok nhé. Rồi, trở về FM các bác, trở về like các bác ấn ở chỗ like chỗ này, về like 2 cho em. Có cái tính năng giải mã ấy, thì em nói luôn là TV đang bị trục trặc cho nên em chưa test được cái chức năng đấy. Nhưng mà em sẽ hướng dẫn các bác cái cách về các cài đặt. Nếu anh em thích thì anh em có thể tham khảo mày mò. Đây, hướng dẫn luôn các bác cái cách dùng dàn nhé, nó dễ nhá. Đây, giới thiệu qua một số các nút cơ bản này. Đây, cộng trừ trên này. Và nút tua của đài FM đây nhá. Tua đến tua lùi đây. Chỉnh bát chắc anh em nút tông này, đây nút tông rồi nhá. Đây. Tông. Và cộng trừ anh em nút cộng trừ ở đây. Đấy, cộng trừ bát chắc đây nhá. Đấy đúng không ạ? Rồi, thế thôi đơn giản thôi. Còn cái thao tác mà mình cài đặt giải mã với con này thì mình cài đặt như sau. Mình chuyển đang ở level 2 là trên điện thoại nhé, mình chuyển về level 1 chưa? Chuyển về level 1 là bước đầu tiên này, 1 để chuyển về level 1 này. Thứ hai là mình ấn cho em vào cái nút nút có chữ là menu. Ấn vào menu. Rồi, ấn nút cộng hoặc nút trừ đều được. Cho về chế độ là chế độ MD input. Ấn nút enter ở đây, nút enter. Đấy, mặc định của nó thì sẽ là analog thì mình chuyển về chế độ cộng hoặc trừ cũng được, chuyển về chế độ digital. Sau khi về digital mình nút yết ở đây. Nút enter ở đây xin lỗi, nút enter ở đây. Thế là xong, xong phần cài đặt. Thì khi đặt cài đặt xong như vậy thì line 1 sẽ là giải mã và line 2 sẽ là trên điện thoại. Đấy, line 2 thì cắm về cổng với 2 phía sau, em chỉ các bác tí nữa chỉ các bác. Đấy. Còn nó luôn thì em chưa test thì TV em đang bị hỏng nhá. Thế cho nên em xin phép bỏ qua cái tính năng đấy. Đấy cho nó dễ. Và giá em để quá là rẻ rồi.
Còn các nước phụ các bác về tự nghịch ngợm, không sợ hỏng nữa, các bác cứ ấn thoải mái đi, không sợ hỏng nữa. Đấy, không vấn đề gì cả. Rồi, like này, thứ này, MDCD này, FM ở đây này. Đấy, volume các thứ. Đấy, dàn này em quay luôn hình thức nha, cái cục máy em nói luôn rồi. Khá là đẹp đây. Cục máy khá là đẹp luôn. Cục máy khá là đẹp. Đây. Thùng vách các thứ khá là đẹp các bác nhé. Nói chung là cục máy rất đẹp. Đấy. Còn loa thì sao? Đây, loa bắt đầu quay. Em sẽ quay hình thức xung quanh trước nhé. Đấy. Đây, nến đen này, à cái nến đen này là cái bẩn hôm qua em vệ sinh nó chưa kỹ này. Đấy. Rồi. Một tí gấn lên đây nhé. Đấy, một tí nữa để can nó bị chóc tí đây. Nói chung về chất lượng này thì không phải bàn rồi, nhưng mà hình thức thì như em nói từ đầu là loa không được đẹp lắm. Và đặc biệt là cái gân của nó em chưa nghĩ, thợ thay em chưa nghĩ, nhưng mà thôi. Coi như là không tính tiền gân nữa, về các bác một là cứ để dùng tạm, hai là các bác thay lại cho em. Vì em đã bớt giá gân rồi, bớt quá nhiều rồi các bác nhé, không phải bớt ít nữa, bớt quá nhiều rồi. Đây gân này các bác nhé, đây. Đấy. Để lại keo nhìn nó hơi xấu. Đây, gân này. Đấy. Em chưa nghĩ lắm cái gân này. Vẫn đánh ok, vẫn đem gì. Bát 2, check 2. Thế căng lên đi các bác nhé. Thế căng lên. Đấy, bình thường như em nói những bộ này thì anh em bán dao động, nếu hàng đấu giá tổng 3,2 triệu. Nếu hàng thường thì tầm 2,5 triệu, 2,8 triệu. Còn hàng bãi bình thường thì đã phải tầm 2,2 triệu, 2,4 triệu. Rất nhiều anh em bán nhiều mức giá, anh em cứ tham khảo cái mã lên nhé. Mỗi người một giá. Đấy. Còn riêng con này em bảo rồi em bán 2 triệu, nhưng em trừ tiếp đi 200 nữa thì còn 1,8 triệu. Để về các bác nếu thích thay gân lại, các bác thay gân để trừ tiếp luôn. Đấy là 1,8 triệu. Đấy, và vẫn đầy đủ mọi phụ kiện, miễn phí ship toàn quốc cho anh em nhé. Đấy, cực kỳ ưu đãi. Đấy, bác nào chốt ưng ý mà chốt cái dàn này cho em thì nhắn tin cho em số Zalo 0975 575 262. Đây là một bộ dàn rất là đáng chơi các bác nhé. Các bác về làm loa vi tính thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, xin cảm ơn các bác và anh em. Mọi chi tiết hàng các bác cứ nhắn tin vào Zalo 0975 575 262, em sẽ gửi số tài khoản các bác chuyển khoản với người hàng. Đấy, hàng đúng như video quay các bác nhé, test bộ nào bán đúng bộ đấy. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và quý vị anh chị em nhé. Xin chào các bác.